Vụ đông xuân là vụ sản xuất lúa có năng suất cao nhất trong năm, tuy nhiên điều kiện thời tiết cũng rất phù hợp cho các loại sâu bệnh tấn công gây hại. Do vậy, cần có giải pháp đồng bộ nhằm giúp cây lúa khỏe, giảm chi phí, tăng năng suất và tăng thu nhập. Chương trình Nhịp cầu khuyến nông với chủ đề Hành trình cây lúa khỏe sẽ giới thiệu đến khán giả các giải pháp canh tác và chủ động quản lý thiệt hại. Đây sẽ là một phương pháp tích cực nhất để đạt năng suất cao và tiết kiệm chi phí cho nông dân. Chương trình được trực tiếp trên sóng của truyền hình Hậu Giang lúc 20 giờ thứ bảy ngày 25 tháng 9 năm 2010. Mời quý khán giả đón xem. Công ty trách nhiệm hữu hạn Quá nông Lúa Vàng hân hạnh tài trợ chương trình.